Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của Yogi Travel. Và cái bài tập hôm nay sẽ là một cái bài tập thiền. Đây là cái bài mà mình tập lúc mà mình mới bắt đầu học thiền. Thì nó là một cái bài tập khá là ngắn nhưng mà rất là hiệu quả và mang lại cái sự tập trung rất cao, đặc biệt là rất là tốt cho những bạn mới tập thiền. Đối với cái bài này thì mọi người có thể tập vào buổi sáng sớm lúc thức dậy là tốt nhất, hoặc là có thể tập vào buổi tối, hoặc là bất cứ khi nào mà bạn có thời gian nha. Bạn chỉ cần chọn cho mình một cái khoảng không gian yên tĩnh ở trong nhà, một cái gối để ngồi lên, hoặc là nếu mà bạn cảm thấy cái hông mình thoải mái thì bạn cứ ngồi xuống mặt sàn cũng được, hoặc là bạn có thể ngồi dựa lưng vào tường. Thì đa số các cái khoảng thời gian của cái bài tập này là bạn nhắm mắt lại thì bạn cố gắng lắng nghe và cảm nhận vào hơi thở, cảm nhận vào cái lời dẫn của mình thôi, chứ bạn không cần phải mở mắt ra nhìn nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu cái bài tập thiền cho người mới của ngày hôm nay thôi nha. Bạn hãy bắt đầu bằng chọn một vị trí thoải mái để ngồi và đặt nhẹ hai tay lên gối. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi ngồi thẳng, bạn có thể ngồi dựa lưng vào tường. Bạn có thể ngồi lên ghế hoặc là để mông mình ngồi lên một chiếc gối mềm. Hãy tìm cách để bạn có được vị trí ngồi dễ chịu nhất và thoải mái nhất. Sau đó bạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bắt đầu điều chỉnh cho cột sống lưng của mình thẳng lên tự nhiên. Cảm nhận toàn bộ phần mông của bạn đang nằm dưới sàn. Bạn không ngồi bằng nửa mông hoặc là không ngồi lật mông qua một bên. Bạn hơi đẩy lồng ngực của mình về phía sau một chút. Hãy cảm giác phần mông của bạn nặng dần và nặng dần lên. Bắt đầu quan sát vào hơi thở của mình. Hãy để hơi thở của bạn đến một cách tự nhiên. Cảm nhận khí đi vào và đi ra từ cánh mũi. Thông thường, hơi thở vô thức của bạn sẽ tập trung ở lồng ngực. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập cách hít thở bằng bụng. Bạn có từng quan sát một em bé đang nằm ngủ không? Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy phần bụng của em bé phập phồng lên và xuống trong từng nhịp hít vào và thở ra. Đó là hơi thở nguyên bản ban sơ của chúng ta từ ban đầu. Mà tại vì cuộc sống bận rộn quá, gấp gáp quá, chúng ta đã quên mất đi và thường chỉ thở ngắn bằng lồng ngực của mình thôi. Bạn hãy đặt tay phải lên bụng và tay trái lên lồng ngực của mình. Bạn sẽ cảm nhận nhịp nâng lên của bụng và lồng ngực mỗi khi bạn hít vào, và cảm giác vào sự hạ xuống mỗi khi mà bạn thở ra. Hơi thở ở bụng còn giúp cho bạn massage các cơ quan nội tạng ở bên trong và đem lại sự liên kết của cơ thể và hơi thở của mình, giúp bạn bình tâm hơn và tĩnh tại hơn. Bây giờ hãy đặt tay bạn trở lại gối và hoàn toàn đưa sự tập trung vào hơi thở của mình. Cảm giác nhịp hít và thở ra nhẹ nhàng. Hít vào lên, lên và kéo cao lên. Thở ra hạ xuống, xuống, xuống và xuống thật thấp. Và mình cứ lặp lại như vậy. Khi đang trong trạng thái hít thở sâu, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bình tĩnh và thư thái hơn. Đây chính là dấu hiệu tốt cho việc bạn đã thực hiện đúng cách tập thiền rồi đó. Nếu như bạn cảm thấy tâm trí của mình đang trệch khỏi hơi thở, hãy chậm rãi mang nó trở lại. Điều này nó sẽ xảy ra một vài lần trong suốt quá trình ngồi thiền, cho nên bạn đừng cảm thấy nản lòng. Quan trọng là bạn nhận ra được điều đó và bạn kịp thời mang sự chú tâm của mình quay trở lại đúng vị trí của nó, quay trở lại hơi thở của mình.
Nào, hãy cùng nhau ngồi tĩnh tâm, quan sát hơi thở và tận hưởng sự yên tĩnh một chút nhé. Bạn nhẹ nhàng mang cảm giác quay trở lại sống lưng. Bạn nhẹ nhàng rướn lưng của mình lên một chút. Và hãy cùng nhau hít một hơi dài. Rồi mình thở dài ra. Và mình nhẹ nhàng mở mắt ra luôn. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương và Yogi Travel trong cái bài tập thiền vừa rồi. Hy vọng là bài tập thiền vừa rồi đã mang lại năng lượng và sự thư giãn cho cơ thể của bạn. Hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau nha. Tạm biệt mọi người.